nhưng mà book được khách sạn ngon á mới đi chứ chứ bây giờ mà không book được khách sạn ok á đi ra đó nó chênh vênh lắm chị. Gặp Tết thì ai cũng đua nhau đi du lịch nên là sẽ có vấn đề là bị ùn ứ, nên mình cứ đặt trước cho an toàn, tại vì đợt này em mới dự kiến đi thôi nên đặt cũng hơi muộn. Là chị đi chơi chị cũng hay muốn đặt trước đó. Đúng rồi, phải bút bút Đi trước. ra đó chỉ có nơi mình tới mình xuống thôi chứ khỏi phải đi kiếm lòng vòng mất thời gian Không, em đi là em đi tự túc, em chỉ bút resort thôi, bút resort để mình ở thôi. Chứ em lại đi đi theo kiểu tự túc á, em không thích đi theo kiểu tour. Tour nó cho mình đi tham quan xí xong rồi mình lại lên xe mình lại đi nữa, em này sức khỏe không có đảm bảo. Chị xưa đi với bạn á thì giống như đi nhóm nhưng mà cũng book tour và nó tour riêng cho mình á chứ không phải là đi tour chung một nhóm người. Đi mà chung nhóm người đi theo không nổi đâu, tại vì sức khỏe em nó không có, đi theo về mệt á, về bệnh á. Năm nay mà có đẹp đi nên đi biển đi cho đốt không đi. Mấy năm nay không được đi quá bức bí, hy vọng là năm nay book lịch thành công. Hôm nay em khai trương sớm nha chị, vẫn mùng 6 nha. Nãy Nhi mới nói, chị nói nhà chị mùng 6 mùng 7 có đám giỗ, giỗ bà nội. Ủa vậy là Ngày nhà mai mãi mốt với là em đám cơ. giỗ ông nội nè. Dỗ ông trước Tết không dỗ bà sau Tết. Nhà mình có phải cúng nhiều không chị? Cũng chỉ trong nhà thôi à. Ở dưới là ai tổ chức đám giỗ? Nhà chị đám giỗ bên ngoại bên nội gì cũng nhà chị làm hết. Nhưng mà ý nó là anh chị nào á, thứ mấy á? Đám giỗ ông nội lẽ ra là anh Năm nhưng mà là chị Tư làm. Giỗ bà nội là vợ chồng chị Sáu, chị Phượng á, là sau Tết á. Là bà ấy ở nhà chị Phượng nè. Không, ở dưới đa số là làm ở dưới quê luôn, ở chỗ nhà thờ á. Chị Là chị mấy bữa ơi. chị về quê là chị ở nhà thờ đó ha chị. Thời Covid này mà có quê để về cũng thích. Gặp quê gần ghê luôn. Thích cái dọc về. Tính là ở quê thôi chứ chỗ chị là cũng là dạng ngoại ô thành phố thôi, chứ nó quá cận luôn rồi, Sát bên sang bên nội thành.
thấy mặt nó đang đỡ nhiều. Em hỏi lắm luôn á, tại vì gói chị đã mua lâu lắm rồi. Mà xui là ngay đợt dịch á, nên là kịp trị cho bé đâu. Em nhớ làm đúng có một lần là dịch luôn. Không kịp làm cho nhỏ.